Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc nuôi chim yến trong nhà phát triển nhanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhờ thuận lợi về điều kiện khí hậu, thức ăn khá dồi dào, môi trường yên tĩnh trong lành, tạo điều kiện thuận lợi để chim yến sinh sản và phát triển. Nhiều hộ gia đình và các cơ sở đã mạnh dạn đầu tư xây nhà yến, đảm bảo quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên, thu hút yến đến cư trú, làm tổ, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Gia đình ông Phạm Ngọc Thân ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn đã bắt đầu nuôi yến trong nhà từ năm 2015. Đến nay, gia đình ông Thân đã xây dựng 3 nhà nuôi chim yến, đem lại thu nhập trên 1,5 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. yến là một trong những cái thực phẩm được đánh giá cao là tạo cho con người ta cái sức khỏe bền vững. Cái Yến này thì không những lứa tuổi là hết, tất cả mọi lứa tuổi đều sử dụng được. Trước mắt thì bây giờ tôi đang đi là một mình đi học và tôi đang kêu gọi một số bạn cùng có nhà Yến như tôi là sẽ thành một hợp tác xã, sẽ đi học các lớp của người ta mở ra để mình cùng nhau nhìn và mình đưa cái sản phẩm không những của bản thân tôi mà của nhiều người đều được ô cốt Cô công nhận. Năm 2021, gia đình của ông Lê Văn Thân ở huyện Châu Quynh xây dựng nhà nuôi Yến với vốn đầu tư ban đầu hơn 1 tỷ đồng đến nay đã bước đầu cho thu hoạch. Bây giờ tuổi về già rồi thì tỉnh về cái à, là không lão động sản xuất được thì mình kiểu làm cái nhà yến để nó giống nó phát triển về sáu cái cùng nước muốn nó nhiều nhiều hồ phát triển thì nó giống càng nhiều phát hồ phát triển nhiều thì nó lấy cái cái bay cái, 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 yến nó lại càng phát triển được nhiều bởi vì theo tư vấn của các cái cái nhà nuôi yến ở đây họ làm họ nói là càng bao nhiêu gia đình làm đó, thì nó cũng là, là càng phát triển theo thống kê của tri cục chăn nuôi thú y tỉnh đắk lắc đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 500 nhà nuôi nuôi yến là mô hình kinh tế mới có xu hướng phát triển nhanh cho hiệu quả kinh tế khá cao tuy nhiên đây cũng là nghề đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cao và nhiều rủi ro do đó để nghề nuôi chim yến phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao người nuôi yến cần tuân thủ các yếu tố về quy trình kỹ thuật đảm bảo giữ gìn môi trường và phòng chống dịch bệnh